Liên quan đến vụ chỉ đại khét tiếng Nguyễn Ngọc Dung, tức Dung Thà, cùng bốn bị cáo khác tổ chức sử dụng ma túy tại một quán bar nằm ở quận Đống Đa bị công an về bắt vào cuối năm 2012. Mới đây, Tòa Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa có kế hoạch xét xử sơ thẩm, dự kiến phiên xử diễn ra cuối tháng 6. Theo cáo buộc, đêm ngày 23 tháng 11 năm 2012, Công an quận Hoàn Kiếm cùng lực lượng thuộc Công an Hà Nội kiểm tra quán bar trên phố Mã Mây, Phát hiện nhóm của Dung tổ chức tiệc ma túy mừng sinh nhật Nguyễn Giao Linh. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ nhiều túi ni lông chứa thuốc lắc, ma túy dạng đá và một số tăng vật khác. Tổng số ma túy các loại bị phát hiện là hơn 4,4 gram. Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra phát hiện Phạm Thị Kim Ngân tàng trữ trái phép hơn 2,4 gram ma túy tại ngôi nhà ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa. Quá trình điều tra, Dung Thà và các bị can khai nhận hành vi. Mới đây, Tòa Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã có kế hoạch xét xử sơ thẩm Nguyễn Ngọc Dung, tức Dung Thà, 57 tuổi, chú quận Đông Đa và bốn bị cáo khác trong vụ tổ chức sử dụng ma túy xảy ra tại quán bar ở quận này. Phiên xử dự kiến diễn ra cuối tháng 6. Dung cùng Nguyễn Giao Linh, Tạ Văn Tuấn Anh, Phạm Thị Kim Ngân và Trần Quang Linh bị viện kiểm sát truy tố về các tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo chỉ huy đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Dung Thà là một đối tượng giang hồ cộng cán, dân chơi anh chị, có mối quan hệ xã hội phức tạp. Dung Thà là khách quen, khách vip của các quán bar trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cán bộ công an quận Hoàn Kiếm cho hay, mỗi khi Dung xuất hiện, nhiều đàn em tay chân đi cùng để phục vụ. Bà ta là đối tượng trọng điểm không chỉ của công an thành phố Hà Nội mà cả của bộ công an vì liên quan đến ma túy. Theo hồ sơ, Dung tốt nghiệp đại học tài chính kế toán với bằng cử nhân kinh tế. Sau khi ra trường, Dung công tác tại vụ ngân sách nhà nước Bộ Tài chính trong 10 năm. Thời gian này, bà Trùm kết hôn với Ngô Văn Thà và từ đó có biệt danh Dung Thà. Năm 1998, công an Hà Nội triệt phá vụ mại dâm tại khách sạn Công Dung, quận Tây Hồ, nơi đây do vợ chồng Dung Thà điều hành. Vụ án khi đó đã gây chấn động dư luận khi cầm đầu đường dây mại dâm là những người có học thức. Chủ khách sạn Công Dung là Ngô Văn Thà, có bằng thạc sĩ luật học, Nguyễn Cọc Dung cử nhân kinh tế, lúc bị bắt đang là cán bộ vụ ngân sách nhà nước Bộ Tài chính. Sau đó, Tòa Nhân dân thành phố phạt Nguyễn Ngọc Dung 12 năm tù, chồng Dung là Ngô Văn Thà lĩnh 19 năm tù. Dù vào tù ra tội không ít lần, thế nhưng thay vì được cảm hóa, Dung lại càng tỏ ra liều lĩnh, táo tợn đúng với danh sưng chỉ đại mà đàn em đặt cho. Với hành vi coi thường và vi phạm pháp luật, Dung và đàn em sẽ phải đối mặt với bản án thích đáng từ pháp luật.